Hello chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp mình đi qua Tự Tân. Tự Tân là một xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam. Xã có diện tích là 7,14 km² với dân số là 5.879 người. Xã có 8 thôn: Kiều Mộc, La Điền, Kiên Quyết, Quyết Tiến, Phú Lễ, Phù Sa, Đại An, Bắc Thương. Tự Tân là một xã của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đi qua cầu Tân Đệ khoảng 6 km theo quốc lộ 10 là xã Tự Tân. Tự Tân là một xã thuần nông, có truyền thống cách mạng, là quê của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm và nguyên bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thiếu niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nay là trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.